Thưa quý vị và các bạn, trong 3 năm vừa qua, khi mà dịch Covid-19 hoành hành, người dân khắp nơi trên thế giới chào đón lễ Giáng sinh với niềm hy vọng về một cuộc sống bình an. Và năm nay, khi mà các nước bắt đầu mở cửa, thì hoạt động chào đón Giáng sinh năm mới cũng đã trở nên náo nhiệt hơn. Tuy nhiên, kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất trong năm đối với hàng tỷ tín đồ Công giáo năm nay cũng diễn ra trong một giai đoạn khá đặc biệt do ảnh hưởng của tình trạng lạm phát và khủng hoảng năng lượng trên toàn cầu. Thủ đô Paris, nơi được mệnh danh là kinh đô ánh sáng của thế giới. Mọi năm, đèn Giáng sinh là tín hiệu cho thấy ngày lễ sắp đến. Nhưng năm nay, sự thể hiện của chúng cũng cho thấy người Paris nói riêng và người dân Pháp nói chung đang bước vào một thời kỳ khá đặc biệt, đó là thời kỳ tiết kiệm năng lượng. Nếu như mọi năm, đèn màu được lắp đặt ở nhiều nơi với đủ những hình thức trang trí rực rỡ, bắt mắt, thì năm nay, đèn chỉ được trang trí ở những đường phố lớn hoặc trung tâm các quận. Đèn hiệu các cửa hàng cũng không còn sáng choang như trước, nhưng cũng nhấp nháy đủ để thu hút khách tham quan. Tại Bỉ, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã tác động tiêu cực tới người trồng cây thông Noel. Chi phí tăng từ nhiên liệu, phân bón, phụ kiện trang trí cho đến khung cây, bao bì và nhân công. Việc vận chuyển sang các quốc gia châu Âu khác cũng gặp khó do nhiều tài xế từ chối trong thời điểm giá nhiên liệu tăng cao. Giá phân bón đang tăng 350%, giá nhiên liệu tăng 500%, giá nhân công tăng. Tất cả các chi phí của chúng tôi đều tăng. Bạn biết đấy, để có thể bán được cây ra, chúng tôi phải mất 11 năm kể từ khi gieo hạt. Trong suốt thời gian đó, có những chi phí không thể tính toán hết cho tới khi có sản phẩm cuối cùng. Trước thềm lễ Giáng sinh năm nay, Giáo hoàng Francis đã kêu gọi mọi người chi tiêu ít hơn cho lễ Giáng sinh và dành số tiền tiết kiệm được để hỗ trợ dân Ukraine vượt qua mùa đông khó khăn. Thật tuyệt khi đón mừng Giáng sinh, nhưng chúng ta hãy giảm mức chi tiêu cho dịp này. Hãy đón một Giáng sinh tiết kiệm hơn với những món quà ít tốn kém hơn và dành ra những khoản tiền chúng ta tiết kiệm được cho người dân Ukraine, những người thực sự cần nó. Trong khi đó, châu Mỹ Latin đang đón một Giáng sinh đắt đỏ nhất trong nhiều năm qua. Theo một nghiên cứu của công ty cung cấp dịch vụ chuyển tiền World Remit, chi tiêu của các gia đình trên thế giới dịp lễ Giáng sinh năm nay được dự đoán sẽ ở mức tương đương tới 156% thu nhập hàng tháng. Nghiên cứu ước tính rằng chi phí trung bình cho một bữa ăn Giáng sinh sẽ cao hơn 50% trong năm nay do giá thực phẩm leo thang. Tuy đón Giáng sinh và năm mới trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng và lạm phát, nhưng các thành phố trên khắp thế giới vẫn được trang hoàng lộng lẫy và không bị mất đi vẻ đẹp vốn có của nó. Bầu không khí lễ hội vui tươi đang tiếp thêm niềm tin vào một đêm Giáng sinh an lành và một năm mới bình an. Năm nay tôi đã gặp rất nhiều người trên thế giới và cũng đã nhận được rất nhiều bức thư. Hầu hết tất cả mọi người, từ người lớn đến trẻ nhỏ, đều mong ước thế giới sẽ bình yên. Tôi cũng mong rằng thế giới sẽ khép lại một năm giông bão để chuyển sang một năm mới tốt hơn, thanh bình hơn. Còn tại Việt Nam của chúng ta, thì không khí Giáng sinh cũng đã len lỏi khắp nơi. Nếu như vào năm ngoái, thủ đô Hà Nội phải đón không khí Noel trong tình trạng phòng chống dịch Covid-19, nhiều hoạt động cộng đồng bị thắt chặt, thì năm nay, khi tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, thì dường như mọi hoạt động Giáng sinh đang được người dân bắt đầu quay trở lại chào đón với những niềm vui mới. Không khí Noel tràn ngập khắp các con phố của Hà Nội. Khu vực quanh nhà thờ lớn được trang trí nhiều tiểu cảnh hang đá cùng cây thông. Hay trên đường Hàng Mã thì là hình ảnh rực rỡ bởi những ánh đèn, đồ Noel. Những khung cảnh này đang thu hút nhiều người dân như nhà chị Phương. Dù không theo đạo, nhưng anh chị vẫn sắp xếp thời gian để đi chụp cho mình những bức hình nhân dịp Giáng sinh. Ngày hôm nay mình đến đây với không khí Noel rất là nhộn nhịp và rất là vui ạ. Thì mọi người kiểu đang trong cái thời gian mà chuẩn bị tan ca làm để mình cùng đến một nơi địa điểm để chụp ảnh ấy. Bây giờ mọi người có cuộc sống trở lại được bình thường. Mọi cái có vẻ sôi động hơn, thời tiết lại rất là đẹp, rất là thích hợp cho mọi người đi chơi. Mình ấn tượng phong cách ở đây là họ trang trí bày vẽ những sản phẩm mặt hàng rất đẹp và phong phú cho những khách du lịch nước ngoài để đến chụp ảnh. Đợt dịch thì mọi người bị hạn chế không ra ngoài đường được và bây giờ có thể là mấy năm nay đã hết Covid, chúng ta được ra đường rất nhiều. Còn với những người công giáo như ông Khanh, năm nay, ông cùng nhiều giáo dân đã trang trí, sơn cửa lại nhà thờ trước một tháng để chào mừng đại lễ Giáng sinh. Theo ông, sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi Covid-19, đây là dịp để mọi hoạt động tín ngưỡng có thể trở lại bình thường. Thực chất là 2 cái năm vừa qua thì Covid nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái hoạt động tôn giáo.
Thế thì bọn tớ cũng chả làm cái gì cả. Là sang năm nay thì có cái nhiều cái phải tích cực nỗ lực hơn, phải làm mới mẻ và hoành tráng hơn. Về cái khâu công tác chuẩn bị của bọn tôi thì là thực chất là rất là cần thiết mà rất là cẩn thận, bởi vì nếu mình làm không tốt thì ra rồi làm để sửa các thứ rất lâu công. Đặc biệt là ngày 24 tháng 12 đêm Giáng sinh, giáo xứ sẽ tổ chức một cái buổi hoan ca ở tại quảng trường nhà thờ. Buổi hoan ca này sẽ là một cái buổi hoan ca để cùng với tất cả mọi người ca tụng tôn vinh Thiên Chúa và cùng với nhau mừng lễ Giáng sinh trong cái sự hiệp thông. Từ nhiều năm nay, Giáng sinh đã trở thành một dấu ấn trong nhịp sống của người dân, là dịp để tất cả mọi người cùng trao nhau những lời chúc an lành hay nguyện ước về những điều mong muốn của bản thân. Xin chúc tất cả mọi người một ngày lễ, đại lễ Giáng sinh tràn đầy niềm vui và hồng phúc như thế, và nhất là một năm mới được bình an, sống trong sự thịnh vượng và hạnh phúc. Kính chúc tất cả mọi người, tất cả các anh em trong đất nước Việt Nam luôn vui khỏe, bình an và nhận được cái nhiều cái hồng ân của Thiên Chúa Giáng sinh. Con mong muốn sẽ được ông già Noel đến nhà vào ban đêm và nhận được thật nhiều món quà. Mình mong muốn là năm nay mình sẽ hết cô đơn. Tôi mong rằng tất cả mọi người sẽ có cùng nhau những kỷ niệm và điều đấy chắc chắn rất thú vị trong đợt Giáng sinh này. Không chỉ có tại Hà Nội, không khí đón mừng lễ Noel cũng đang diễn ra nhộn nhịp tại thành phố Hồ Chí Minh, đô thị đông dân nhất cả nước, với hàng loạt các hoạt động sôi nổi. Nếu như trước đây người dân hay đến các khu vực ở các xóm đạo tại quận 8 hay là phố bán đồ Noel để ngắm cảnh và chụp ảnh, thì năm nay có thể bắt gặp không khí Giáng sinh ngay ở tận các con hẻm nhỏ của thành phố. Những ngày này, con hẻm 579 đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp được xem là nơi hot nhất mùa Giáng sinh năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây không chỉ dành cho bà con giáo dân của giáo xứ này mà còn đón nhiều người từ khắp nơi trên địa bàn thành phố, thậm chí là các tỉnh lân cận tìm đến tham quan chụp ảnh. So với những năm trước, năm nay người dân trang trí Giáng sinh trang hoàng, lộng lẫy hơn. Mùa năm nay thấy rất là hoành tráng, vui tươi nhiều hơn, tại vì qua dịch rồi cho nên hả cái không khí đồ này kia đi chơi rất là nhộn nhịp, được trang hoàng lộng lẫy hơn. Dạ, mình cảm thấy rất là phải nói là siêu hạnh phúc luôn anh, tại vì cái mùa này không có bị dịch bệnh này nọ, nên kiểu mọi thứ cũng được trang trí rất là bài bản và đẹp đẽ. Kiểu mọi người cũng kiểu cũng chịu khó đổ tiền đầu tư để cho các một mùa Giáng sinh đẹp anh. Năm nay Giáng sinh tại thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là hình ảnh ông già Noel hay những cây thông với những dải đèn trang trí đầy màu sắc, mà giờ đây những lễ hội ánh sáng như thế này chính là điểm nhấn của thành phố mang tên Bác. Khắp các trung tâm thương mại lớn hay đi tận vào các con đường ngõ hẻm, đâu đâu cũng thấy cảnh trí được trang hoàng lộng lẫy với ánh sáng lung linh, tạo nên cảnh đêm vô cùng rực rỡ. Khu xóm đây để trang trí mừng Chúa Giáng sinh rất là hoành tráng, và mình hy vọng là sang năm và những năm tới nữa thì con đường này cũng được trang hoàng đẹp và lộng lẫy như thế này, để cho mọi người có một cái không khí và một cái sân chơi nó vui hơn trong ngày lễ Giáng sinh này. Và mình cũng chúc cho mọi người một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và một năm mới thật là bình an. Giáng sinh năm ngoái, thành phố Hồ Chí Minh đang phải gồng mình chống dịch Covid-19. Năm nay, dịch đã được khống chế, nhịp sống mới đang trở lại bình thường. Cũng bởi vậy mà không khí Giáng sinh vui nhộn hơn. Hơn tất cả là sau những mất mát, dường như người dân thành phố xích lại gần nhau hơn, yêu thương nhau và trân trọng nhau hơn. Một mùa Giáng sinh an lành nữa lại về. Cũng giống như lễ Tết truyền thống của Việt Nam, Giáng sinh là dịp để người nước ngoài cùng nhau quây quần bên gia đình của mình. Tuy nhiên năm nay khi mà dịch Covid-19 đã dần được kiểm soát, thì nhiều người nước ngoài lại chọn Việt Nam là điểm đến trong dịp lễ Giáng sinh. Và họ đem theo văn hóa bản địa, đem theo không khí Giáng sinh tại quê nhà đến nơi thành phố mà họ đặt chân đến hoặc đang sinh sống. Không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp con phố.
Năm nay, thay vì đón Giáng sinh tại quê nhà, nhiều người nước ngoài đã chọn Việt Nam là điểm đến du lịch, có thêm nhiều trải nghiệm vào dịp đặc biệt này. Mỗi năm tôi lại đón ở một nước khác nhau và năm nay là ở Hà Nội, là điểm đến của tôi và tôi rất háo hức đón Giáng sinh ở đất nước của các bạn. Nếu so sánh với nước tôi thì tôi thấy ở đây nhiều người đón Giáng sinh hơn, ánh đèn hay không khí tại đây rất nhộn nhịp. Còn với những người sống tại Việt Nam nhiều năm nay như chị Katie thì đây là nơi mà chị và những đồng hương cùng tụ họp vào dịp lễ Giáng sinh này. Hiện giờ, chúng tôi đang cùng nhau ăn mừng lễ Giáng sinh tại Hồ Tây. Và bạn thấy đấy, không khí rất nhộn nhịp. Chúng tôi cùng nhau trang trí mọi thứ tại đây, rất tuyệt. Tuy có hơi buồn vì tôi thường dành thời gian cho gia đình và bạn bè tại quê nhà vào thời gian này. Nhưng ở đây, tôi cũng đã có thêm gia đình thứ hai của mình, nên cũng vơi đi được phần nào nỗi nhớ nhà. Trò chơi giải câu đố truyền thống của người Ireland là một trong những hoạt động được tổ chức mỗi khi Giáng sinh tới. Dù không khí có đôi chút khác biệt, nhưng được cùng ngồi lại với nhau tận hưởng ngày lễ cuối năm đều khiến họ cảm thấy ấm áp. Như thông lệ thì hai tuần trước khi bắt đầu Giáng sinh, chúng tôi sẽ dành thời gian cho gia đình và nghỉ ngơi tại quê nhà. Và tôi luôn muốn mang không khí quê nhà và sự ấm áp tới đây. Tại đây chúng tôi không chờ đến Giáng sinh mới tổ chức, mà xuyên suốt một tuần lễ, không khí Giáng sinh luôn tràn ngập để mang cho họ cảm giác Giáng sinh đã bắt đầu ngay cả trước khi nó diễn ra. Sau khi kết thúc tiết dạy, anh Wayne cùng các con chuẩn bị cho ngày lễ Giáng sinh. Công việc bận rộn là thế, nhưng hơn 8 năm nay, anh luôn dành thời gian cùng gia đình tận hưởng những ngày cuối năm này. Khi đó, dù ở Việt Nam hay quê nhà, với anh, đó cũng sẽ là dịp lễ an lành và hạnh phúc nhất. Mỗi năm Giáng sinh tới, chúng tôi đều có bạn bè tới tham dự ngày lễ Giáng sinh, cùng nhau tụ tập và nấu ăn. Vợ tôi là người Việt Nam, vì vậy mới đầu cô ấy hoài nghi rằng Giáng sinh là của tôi, không phải của cô ấy. Nhưng qua thời gian, vợ tôi đã hòa nhập với nó và dần trở thành một nét văn hóa truyền thống mới của cô ấy. Lễ Noel đã thực sự trở thành một phần của sinh hoạt văn hóa và tín ngưỡng của người dân, không biệt tôn giáo. Lễ Giáng sinh ấm đã được đón mừng, chờ một năm mới đến trong yêu thương. Merry Christmas! Trong không khí của mùa lễ Noel năm 2022, giờ phút này đây, nhà nhà người người đang tích cực chuẩn bị chu đáo cho một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới bình an hạnh phúc. Sau 3 năm trầm lắng, sự háo hức nô nức đã quay trở lại. Cùng với việc trang trí giáo đường thì trên những con đường dẫn vào các xóm đạo, không khí của lễ Giáng sinh năm mới thật rộn ràng. Và trong tiết trời se lạnh của đêm nay, bên những chiếc thiệp chúc mừng, quà tặng, thì ai ai cũng muốn chọn cho nhau những món quà, những tấm thiệp ưng ý nhất để cùng nhau gửi đến người thân. Và thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được chúc mừng quý vị khán giả một mùa Giáng sinh thật ấm áp và an vui. Đến đây, chúng tôi cũng xin được khép lại nội dung của chuyện trong ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.